Trong bản update hiện nay, host Steel đã và đang trở nên cực kỳ đa dạng và lối chơi nâng tầm. Chắc hẳn trước đó ai cũng đều đã xem qua video chiếc hũ vô cực với 3.500 số. Tuy nhiên giờ đây thì các chỉ số đã bị giảm đi phần nào, và lần này cũng còn là PBE mà trong một lobby được quy tụ bởi các thách đấu. Hãy cùng mình tìm hiểu cách xử lý chiếc hộp mạ vàng này xem sao nhé. Vì đây là sàn đấu của siêu sao La Tai, do đó các sao tên nhanh chóng bị chiêu mộ thành công. Tiếp đến mình sẽ cần tới những vị tướng như Seth hay Jonah. Cốc độ 4 sẽ là điều cực kỳ cần thiết. Còn trước đó thì một Lauren của On cũng ra đời. Kính nhắm thiện xạ được mình tin dùng hơn chút so với thần kiếm Mana Moon. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng trả về thứ mà bất kỳ ai cũng đều mong đợi. John cùng Afe đồng thời có mặt tại sân đấu. Thậm chí, vận may còn chưa dừng lại, Seth tiếp tục cốc gạo ngay tại vòng 2.3. Chiếc xe đã đủ chỗ cùng sự hò reo phấn khích. Trong thời điểm này, việc thắng thua dường như không quá quan trọng, vì nó chỉ quan trọng khi lựa chọn được đưa ra. Xóa hay nâng, kết quả thì chắc hẳn ai cũng biết rồi phải không? Đây sẽ là thời điểm mà bất kỳ ai cũng phải check bài cẩn thận, vì chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thì đã đủ để hủy hoại toàn bộ công sức. Chuỗi thua chính thức bắt đầu 100 số, rồi 200 số. Thế nhưng, nếu cứ để thua như vậy thì sẽ rất khó để chơi tất tay. Do đó, mình quyết định đặt cả tính mạng vào đẳng cấp thứ hai. Phần thưởng dành cho sự gan dạ và liều lĩnh đã khiến cho cửa hàng phải đồng tình. Báo cáo khán giả, Ezreal có mặt. Dù vậy thì đây vẫn chưa phải là lúc có thể yên tâm ngồi cười sau một hồi kỹ càng check map. Afe thậm chí đã bị đưa lên làm tế phẩm đầu tiên khi gặp đối thủ. Điều này có thể giúp cả đội chắc chắn không bị phá vỡ kế hoạch ngoài ý muốn. Dù sao thì cũng đã liều là phải liều cho chót. Chỉ là nếu như bận cứ liên tục gặp phải đối thủ mạnh như này thì hơi khó. Lilia với chiếc giáp máu không khác gì bức tường đầu bạch sắt, cùng với việc xếp bài khéo léo, Cassante cùng Garen đã không phải nhận quá nhiều sát thương. Mà thứ phải nhận nhiều nhất chính là con linh thú của mình. Thời gian thấm thoát quá nhanh, chuỗi thua 4 được bảo toàn thành công, số trái tim cũng đã tăng vọt lên 364 chiếc. Quyết định một lần nữa bị đưa ra, 54 máu dường như rất khó để có thể vượt qua kiếp nạn này. Đấy là người khác thì sẽ nói thế. Còn mình thì vẫn cứ tiếp tục nâng tầm cuộc chơi. Và rồi điều mà ai cũng lo sợ cũng dần bắt đầu, những trận thua nguyên nhà. Việc chấp đi nâng cấp kim cương trong combat đã kéo theo hệ quả đó. Mình kết thúc vòng 3 khi chỉ còn lại 33 máu. Cũng cho tới lúc này, số lượng trang bị đã giải đầy kho đồ. Vòng 4 cũng là lúc có thể suy nghĩ tới việc bổ sung chiến lược cho toàn đội. Suzin cùng găng bảo thạch là hai thứ rất dễ flex, do đó chúng sẽ là thứ được ghép đầu tiên. Tuy nhiên cho dù là vậy, sự cách biệt về sức mạnh vẫn là quá lớn. Số máu liên tục sụt giảm và dần có dấu hiệu chạm tới ngưỡng tử. May thay, Riot cũng không tuyệt được người. Nâng cấp sau cùng chỉ là chất lượng bạc rách mà thôi. Chỉ khi như vậy thì cơ hội sống sót của cả đội mới được tăng lên. Trí tuệ công nghệ là thứ được bổ sung khi lượng trang bị đang khá nhiều. Thế nhưng, có vẻ mình vẫn đang đánh giá hơi thấp sự khắc nghiệt của một lobby thách đấu. Đối thủ lần này chẳng khác gì vị hoàng đế vi hành, vì chúng có rất nhiều vương miện. Dù cho đó có là một con Modder một sao đi chăng nữa, lớp giáp ảo siêu dày là không thể bị phá bỏ. Hy vọng nhỏ nhoi càng bị dập tắt khi nhìn thấy cô nàng Samira ở phía sau. Với cái đội hình tí hon này, chúng đã bị đánh đập không thương tiếc. 12 máu liệu có đủ để ăn mừng cùng chiếc hộp thần kỳ này? Không, nó đúng hơn là 14 máu. Thời khắc mà cả đội ngày đêm mong ngóng cũng đã tới, 1.142 số được ghi lại. Thứ ánh sáng vàng ấy vẫn khiến tôi say mê như ngày đầu gặp em. Tuy nhiên việc cấp bách vẫn là phải xoay bài trong 30 giây ngắn ngủi. Siêu sao TF nhanh chóng được triệu tập với số tiền cách xù. Đội hình theo đó được hoàn thiện về hướng đi. Tiếp đến là các thành viên còn lại trong ban nhạc disco, Blitz, Gát Mập và rồi thêm một chút tuyệt sắc cùng nhạc gia. Đôi tay chậm chạp đã phải gồng lên hết sức, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ. 30 giây là quá ngắn để có thể làm mọi thứ chiến hoàn hảo. Đối thủ tiếp theo đã tới, không ai khác ngoài kẻ thù ác Zidiso. Hắn ta thậm chí còn liên tục lắp thêm trang bị lên các vị tướng. Vigo nhanh chóng trở nên khổng lồ với thứ quyền năng vốn có. Chú tể bóng tối được bổ sung thêm món đồ chân phái là áo choàng của gã. Phong tuyến lúc này trở nên mỏng manh như tờ giấy, thậm chí vị vua vô danh còn có thể chơi nhảy cừu với bộ kỹ năng cực kỳ khó chịu. Hắn bỏ qua tuyến trước để rồi TF dần trở thành con mồi ngay khi đó. Chấm hết rồi, chấm hết thật rồi. Mình sẽ phải dừng lại sớm như vậy ư? Không, vì đó mới chỉ là cừu từ nhất sinh mà thôi. Hy vọng sống sót được thắp sáng trở lại, mối thù này chắc chắn sẽ được ghi nhớ. Mày đừng có bốc quét, cút mẹ mày đi. Còn bây giờ, sự chuẩn bị được bổ sung thêm bằng cách nhặt Blitz từ chợ. Giàn tanh nhờ đó được tăng cường mạnh mẽ. Tiếp đến, mình đã có được thời gian cẩn thận xếp bài. Bốn tuyệt sắc tạm thời có thể bổ sung thêm phần nào sát thương cho TF. Ngoài ra, Poppy cũng có thể gia tăng thêm tộc hệ, giúp ra trở nên hoàn hảo hơn. Về phần sắp xếp đội hình, chỉ những vị tướng quan trọng thì mới được phép đứng trong khu vực của Disco. Việc để Gragas cùng Seth lên trên có thể ngăn lại bước chân kẻ địch đi vào quá sâu. Giờ thì ai sẽ là kẻ bước ra đây chịu đòn? Catlin 8x hiện tại chưa phải là đối thủ quá lớn. Sát thương ít ỏi của cô ta thật khó để có thể phá hủy tuyến sau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình sẽ bỏ qua cho ả. Bùa đỏ được giao cho Lucy với nhiệm vụ bắn tỉa tầm xa. Từng loạt đạn liên tục xấy vào đúng nơi cần đến. Catlin đã thua kém xa về khoản tốc độ dọn bàn. Cô nàng và đồng đội chính thức trở thành viên đá kê chân giúp mình bước tới đỉnh cao. Tuy nhiên chiến thắng này vẫn chưa làm mở đi đôi mắt.
khi ép cần được đưa tới vị trí gốc để tối ưu được kính nhắm tầm xa. Nhưng đừng quên, Akali vẫn luôn là thứ hiểm họa tiềm tàng đâu đó, vị trí bên phải có lẽ vẫn tốt hơn đôi chút. Và tất nhiên, cũng đừng quên xếp tanh để tránh khả năng bị đột kích bất ngờ. Chúng không ai khác ngoài cô nàng da rẻ 8x Riven này. Chiếc khăn gió ấm đã giúp cô ta không phải nhận về bất cứ sự khống chế nào, cộng thêm nội tại của thánh da rẻ với mỗi cú lướt đều có thể gây ra sự đột biến khó lường. Chiếc kính nhắm giờ đây đã bị thu hẹp đi phần nào, chỉ là cô ta lại mới hay đứng trước một họng súng khác. Anh da đen nắm bắt thời cơ, sấy cho không chừa phát nào, còn Blitz lại quá vững chắc sau khi có đủ 3 món đồ tanh. Cuối cùng, chúng cũng đã phải trụi lông mà về. Và dường như Lobby đã nhận ra sự nguy hiểm đang nổi lên, chúng liền cử tới một thiên địch để đứng chiến, bản nhạc Pentakill. Đáng tiếc, Akali đội bạn còn chưa kịp lớn, cộng thêm việc thiếu đi Bego cũng như đủ cả thất còn rất xấu. Chúng chưa thể làm nên điều gì bất ngờ hơn ngoài việc kích nộ. Sau 2 lần chơi bài, TF đã cho người đời biết rằng ai mới là hot beta. Còn nữa chưa? Chiến thắng này là bốc đệm trước khi tới phiên bản chợ. Sona cũng từ đó mà được chiêu mộ thành công. Khung đội hình giờ đây dường như đã đi tới sự hoàn hảo. Có chăng, chỉ cần nâng cấp các vị tướng 5 vàng lên 2 mà thôi. Ngoài ra, khi cảm thấy sát thương đã đủ, kiếm tử thần trở nên thừa thãi không cần thiết. Nó đã được rèn đúc trở thành giáp máu gô mốc. Vì chỉ khi hàng tanh trở nên chắc chắn hơn, mình mới có thể sẵn sàng đón đầu đối thủ tiếp theo. Một kẻ mạnh thực sự với Sona 2 trong khung bài cùng tên. Phải nói, đây là một trong các đối thủ nguy hiểm nhất trong trận đấu này. Chúng dường như chẳng hề thua kém chút nào về trang bị cũng như chất lượng. Nhưng đôi khi, chỉ cần có sự khác biệt về thời gian ra chiều là quá đủ. Sona 2 đã không thể nào gồng gánh cả đội, chúng lần lượt ngã xuống trước các ván bài ngày Tết. Cùng với chiến thắng đó, số máu đã được hồi lên con số 9. Tất nhiên, nó vẫn đang thuộc về ngưỡng máu tử. Cấp độ 9 được đẩy lên với sự tham gia của liên xạ Afe. Lý do cũng một phần là vì đối thủ lần này là kẻ gây nên thảm án khi xưa, Dinosaur. Hắn ta vẫn đang chấp đi nâng cấp kim cương khi còn tới 42 máu. Vego vẫn cứ là bổn cũ soạn lại, hắn ta muốn đổn lách ra phía sau với ý đồ ám sát. Nhưng tôi của giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Dù rằng TF vẫn phải nhận ít nhiều chút sát thương, đổi lại, Vego đã lọt vào tầm ngắm, giờ thì tắm trong mưa đạn, đại hạn của mình đã bắt đầu. Đồng đội của gã cũng không thể thoát khỏi số phận, mối thù xưa được đòi lại phần nào. Vòng năm cứ vậy trôi qua trong chiến thắng. Túi đồ nhận được từ hàng rồng khi ấy mang về lựa chọn hoàn hảo là áo trong bóng tối. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, mình không dành nó cho Zeke mà để cho Sona. Lý do là vì sự sống còn của cô gái này có thể thay đổi cục diện trận đấu nếu có thể ra chiêu. Ngoài ra, việc tìm kiếm Nami cũng đã thành công. Việc có thêm quả cầu thứ hai sẽ giúp mình dễ dàng xếp bài hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi gặp phải thiên địch Pentakill Vego, sự update mà chúng có lúc này lại là một con Zoric 2. Chỉ là như vậy vẫn còn chưa đủ để lật kèo trước đội quân Disco hùng mạnh. Cả thứt đã mất quá nhiều thời gian để tung chiêu, mọi sự cố gắng đến từ lũ ma sương đều trở nên lãng phí. Sau cùng, kết quả mà họ nhận được là phải rời khỏi sân đấu. Chuỗi thắng lúc này đã đủ để mình gom góp lên 10. 17 máu là đủ để tạo ra sự an toàn tại bóng 6, và nó cũng đủ để tiếp đón đối thủ cũ Dinosaur. Nhờ có động lực cuối cùng, hắn ta đã gia tăng cấp độ lên bằng mình khi đó. Siêu sao Quiana là người được chọn mặt gửi đồ, nhưng suy cho cùng, một mình Quiana rất khó để gánh một đội hình trên bờ vực sụp đổ. Nguồn sát thương phụ từ Z đã bé nhỏ không đáng kể, chắc hẳn gã đã cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội khi xưa. Để giờ đây, người cười lại là mình với chiến thắng áp đảo. Lúc này, đối thủ duy nhất còn lại là đội hình Riven 8x. Mình cũng chẳng cần phải giữ lại điều gì nữa, toàn bộ số tiền được đem ra nâng cấp đội hình. Lucy, tiếp theo là Sona lần lượt thăng cấp, một đội hình tiệm cận với Exodia đã hoàn thiện trừ dịch. Để xem cô nàng chỉ có giá 3 vàng này có thể thay đổi điều gì hay không. Lần này, vị trí đứng của ả được đưa sang cánh phải với ý định móc lốp. Chỉ là điều đó vẫn còn dừng lại trên lý thuyết. Rất nhiều lớp rào chắn lần lượt được mang ra ngăn cản, thế nhưng tấm khiên cứng nhất là Blitz lại chạy đi ngay khi kẻ địch đột kích. Ôi trời ơi, TF không còn ai hộ giá, Riven thành công hạ gục vị tướng chủ lực và bắt đầu chạm tới được cả Sona. Có lẽ họ đã chạm tới được cả chiến thắng. Đáng tiếc, áo cho bóng tối đã phá hủy đi kế hoạch đẹp đẽ đó. Riven bị đổi mục tiêu. Để rồi, tất cả bật mót đánh hội đồng với thứ tốc độ siêu cấp. Chiến thắng đã không thể nào đẹp mắt hơn, vậy nên có thể thấy được rằng nâng tầm cuộc chơi vẫn là điều gì đó rất mạo hiểm, nhưng nó đáng để chúng ta mạo hiểm phải không ạ?